Từ hôm nay 12 tháng 5, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ cung cấp thêm 5 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 5 dịch vụ này bao gồm hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc đối với người lao động, kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp, kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Khi người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ này trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chỉ cần nộp hồ sơ một lần, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc so với cách triển khai trực tiếp.